Chào mừng các bạn trở lại với gian bếp của Phở Hai Điền. Hôm nay không phải như thường lệ là vào quán phở giới thiệu với các bạn các món mặn như là phở này nọ đúng không các bạn? Hôm nay vào quán phở sẽ giới thiệu với các bạn đó là một cái món bánh ngọt nhưng mà lại rất là xì tai Hai Điền, đó là nó cũng có cái màu sắc thiên nhiên, rất là thiên nhiên luôn các bạn. Một cái món rất là quen thuộc với mọi người của chúng ta, đó là món bánh flan gấc. Tại sao gọi là bánh flan gấc? Bởi vì nó có màu gấc. Đơn giản vậy thôi các bạn à. Bánh flan gấc là một trong những cái món mà được yêu thích, rất là yêu thích của Phở Hai Điền đó các bạn. Sau khi ăn những cái món phở đẹp thì chúng ta sẽ dùng trang điểm với món bánh cũng đẹp nốt luôn. Cái gì nó cũng đẹp đó các bạn à. Món bánh flan nó không những đẹp đâu mà các bạn biết không, khi ăn nó hả, nó béo nè, nó tan chảy như miệng nè. Trời ơi, nó bánh flan nó phải mịn mềm béo à, mà để được làm như vậy thì chúng ta cần phải nguyên liệu rất là tốt. Bây giờ vào món phở, mời các bạn cùng với bếp Phở Hai Điền để xem chúng tôi chế biến cái món bánh flan này nó công phu như thế nào các bạn nha. Chúng ta bắt đầu thôi các bạn. Nguyên liệu để làm bánh flan á là trứng gà. Và món phở chọn đây là 17 cái trứng. Đây là mỗi một bể làm của Phở Hai Điền các bạn à. Chúng tôi làm bán cho nên là số lượng nó hơi nhiều các bạn nha. Có sao thì quay dậy. Nên các bạn nếu mà làm ít các bạn tự giảm trừ. Một bể mà Phở Hai Điền làm á là 17 cái trứng gà. 6 cái bịch sữa tươi như thế này các bạn nha. 6 bịch sữa tươi là mỗi bịch là 220ml. Và một hộp sữa đặc có đường. Và để cái bánh nó mềm, đây là cái bí quyết để làm bánh flan ngon, mềm, mịn, tan chảy trong miệng. Đó chính là em này đấy các bạn, whipping cream. Đó, một cái hộp như vậy á, bà con phở mua là 70.000. Có lẽ là nó hơi đắt tiền, cho nên là hả, nhiều người đã không dùng nó các bạn à. Như các bạn biết á, bây giờ thì rất là nhiều người ta làm bánh flan, người ta bán chỉ có 4-5 ngàn thôi. Mà các bạn biết tại sao không? Bởi vì là người ta đã chế biến từ những cái bột flan, cái bột pha sẵn trong công nghiệp chế biến, người ta đã chế biến sẵn rất là tiện lợi cho chúng ta các bạn à. Nhưng với bà bán phở nha, bà bán phở có một cái quan niệm về thức ăn là phải tốt cho sức khỏe, tại vì bệnh là từ những thức ăn của chúng ta ra là chính. Nếu mà chúng ta ăn không kỹ thì chúng ta tiết kiệm tiền rồi này nọ, mà chúng ta để tiền để chúng ta đầu tư vào bệnh viện á thì chúng ta không được hưởng lợi. Cho nên là chúng ta hãy đầu tư ngay vào những cái bữa ăn của chính chúng ta trong mỗi gia đình. Dù là bánh flan hôm nay đã có những cái công thức rất là tiện lợi, nhưng mà bà bán phở vẫn kiên nhẫn dùng cái cách chế biến như thế này. Đối với bà bán phở, thức ăn tốt nhất là thức ăn từ mặt đất lên bàn ăn, không có qua công nghiệp chế biến, không dùng chất bảo quản, không phụ gia. Đó là cái quan điểm của bà bán phở. Nói như vậy không nghĩa là bà bán phở tẩy chay hết những cái gì nó liên quan, nhưng mà chúng ta hãy hạn chế được khi nào thì chúng ta hãy hạn chế, và chúng ta hãy chịu khó một xíu để chúng ta chế biến được những cái món ăn nó vừa ngon vừa đẹp mà nó lại vừa lành, nó là tốt cho sức khỏe chúng ta. Rồi ai về đội vừa ngon vừa đẹp vừa lành với bà bán phở đâu nè, hãy vào bếp của bà bán phở nha. Cái khâu đầu tiên đó chính là chúng ta hãy làm caramel các bạn ạ. Đây, chúng ta đầu tiên chúng ta bỏ một xíu nước thôi. Chúng ta nếu mà bỏ nhiều nước cũng được, nhưng mà càng nhiều nước làm càng lâu hơn chứ không có sao các bạn nha. Bỏ một cái lượng nước vừa đủ thì chúng ta tiết kiệm được thời gian, chúng ta tiết kiệm được tiền ga chứ không có sao hết. Và món phở dùng khoảng 300g đường cát. Thank you.
cái này lấy luôn trọc trắng chứ không phải trọc đỏ. Còn có bỏ nó lộn không ai nói lại giùm lộn phở trơn. Ba rồi ha. Bốn, năm, sáu, bảy. Tốt nhất là lấy ra trước đi. Bây giờ chúng ta chỉ lấy 10 cái lòng đỏ này thôi các bạn nha. Không có lấy lòng trắng. Đó, chúng ta không có lấy lòng trắng. Ồ, bây giờ thì nó đã bắt đầu chuyển sang màu cánh ván rồi các bạn thấy chưa? Đó, lúc này chúng ta phải quậy liên tục các bạn nha. Nó bắt đầu khét lên rồi đó. Wow, cháy rồi. Giờ chúng ta bỏ một xíu nước vô luôn là xong. Chúng ta đổ một xíu nước vô là nó sẽ xong. Khi mà đổ nước này vô các bạn nhớ cẩn thận nha, nó sẽ bị phỏng các bạn đó. Các bạn đừng có vừa khuấy vừa đổ, mà nhất định là phải ngưng khuấy rồi hãy đổ vào các bạn nha. Xong ha, chúng ta tắt bếp rồi các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái caramel này nó vào cái hũ. Các bạn nhớ nha. Bây giờ vào món phở sẽ
đây, thịt gốc đây các bạn. Bây giờ là chúng ta sẽ cho nó vào. Đây gọi là tiết kiệm là quốc sách nè các bạn. Hồi nãy đó bà Bóng Phở nói đó, chờ lại một túi để lấy lại những cái sữa và gốc cho nó đủ màu, chứ rất là tiếc. Và đây là cái phần quan trọng nhất. Đó, whipping cream. Nó đắt một xíu nhưng mà ăn nó ngon hơn và nó tốt nha các bạn. Cho nên chúng ta đừng có tiết kiệm cái chỗ này. Đó, không phải bà Bóng Phở quảng cáo cho whipping cream đâu nha. Nhưng mà nó ngon thật sự. Nếu mà nói quảng cáo là bà Bóng Phở đang quảng cáo cho bánh phở lăng của Phở Hai Thiền của bà Bóng Phở đó. Chứ không phải quảng cáo cho cái hãng này đâu. Nhưng mà có những cái sản phẩm mà mình phải lựa chọn họ, mà còn phải cảm ơn họ vì họ cho chúng ta những cái, họ bán cho chúng ta những cái sản phẩm rất là tốt. Như vậy là chúng ta vừa có một cái hỗn hợp chứng khư các loại bổ dưỡng trong đây các bạn ha. Nào là 17 cái trứng gà nè, 250g thịt gốc nè, rồi 380g sữa đặc nè, sữa đặc có đường các bạn, 6 túi sữa tươi, và cái gì nữa ta, một hộp kem whipping cream. Bây giờ chúng ta chỉ việc khuấy đều cái này lên các bạn nha, và chúng ta phóng cho nó tan đều hết. Các bạn cứ kiên nhẫn khuấy nhẹ tay các bạn ha, và một chiều thôi. Ví dụ các bạn thuận tay phải tay trái gì không cần biết, mà các bạn cứ khuấy một chiều thôi, các bạn đừng có khuấy nhiều chiều. Khi mà làm bánh á, thì thường nguyên tắc của nó là vậy các bạn ha, khuấy chừng nào mà nó đều hết là xong. Chúng ta chỉ cần rây lại thôi các bạn ạ, cho nó mịn phấn, và khuấy nhẹ tay để tránh trường hợp nó sau này nếu mà làm xong nó có bọt á, các bạn vớt bọt bỏ đi. Rồi xong rồi chúng ta hãy cho vô cái khuôn bánh. Sau khi chúng ta khuấy cho nó tan khá đều rồi các bạn ạ, nó chỉ tan không thể nào mà tan đều hết được, thì chúng ta sẽ, chúng ta cũng đừng có khuấy mạnh quá, nhiều quá, nó cũng không có tốt. Thì chúng ta sẽ rây lại một lần. Thì trong quá trình mà chúng ta rây cho nó mịn á, thì nó cũng sẽ thêm một lần hòa tan với nhau nữa các bạn ha. Thank you.
lưu ý nha, chúng ta nên lót một lớp giấy hoặc là lớp khăn gì cũng được các bạn ạ, để cho cái hơi á, nó tỏa lên nó đều hơn, thì chúng ta sẽ cái bánh nó chín á, thì chúng ta sẽ thì cái bánh nó chín đều hơn, nó sẽ ngon hơn các bạn ạ. Lưỡi nhỏ và lưỡi nhỏ. Tại vì các bạn biết rồi, trứng gà và sữa thật ra nó rất là dễ chín, mà không việc gì chúng ta phải vội vàng mà để lửa cao đó. Cái bí quyết mà để làm bánh flan ngon hay dở nó chỉ nằm ở chỗ cái lửa này các bạn. Nếu các bạn muốn nó thành bánh bông lan, các bạn chỉ bật lửa cao mà thôi. Thì các bạn muốn ăn flan hay muốn bánh bông lan nè. Để an toàn nhất các bạn, cứ mỗi 5 phút á, là các bạn hãy mở ra thứ nhất á, là chúng ta cho cái hơi nước á, nó không có rớt xuống bánh. Cái thứ hai á, là cho nó giảm nhiệt độ. Nó giảm nhiệt độ thì cái bánh chúng ta nó sẽ là bánh flan, chứ nếu mà để nhiệt độ cao nó sẽ bị rỗ và nó sẽ là bánh không lan. Đây 5 phút rồi, chúng ta dở ra đó, đây cái hơi nước rồi các bạn. Thì chúng ta nhớ nha, chúng ta đó, dở cho nó bớt hơi. Nó cũng tùy vào nhiệt độ mà các bạn bật bếp nữa. Ví dụ như là nhiệt độ ngọn lửa nè, để ngọn lửa nhỏ, nhưng mà ví dụ các bạn có những cái hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng nữa. Ví dụ trong phòng nhiệt độ bên ngoài, hoặc là nấu trong cái phòng bên lạnh, hay là những cái nào nó nhiều yếu tố ảnh hưởng cho các bạn ha. Cho nên là chúng ta cũng phải có những cái cảm nhận riêng của chúng ta. Một cái nguyên tắc của nó là như vậy các bạn ạ. Bây giờ chúng ta chờ thêm 5 phút sau nữa, chúng ta dỡ ra. Nó khoảng trong vòng nửa tiếng thôi các bạn nha. Trong vòng nửa tiếng thôi các bạn nha. Trong vòng nửa tiếng là bánh flan nó sẽ chín. Và chúng ta lấy ra, chỉ việc để vào tủ lạnh thôi. Và sau đó là bánh flan thì để lạnh ăn mới ngon các bạn ạ. Và khi lấy ra nó cũng phải dễ hơn nữa các bạn. Và chúng ta dùng kèm với lại một ít cà phê. Có người thì dùng flan hoặc kèm thôi, dùng cà phê nè, dùng nước dừa nữa chứ. Nhưng mà nó là tùy cái sở thích của mỗi người các bạn ha. Các bạn thích thì các bạn cứ dùng. Còn bào bóng phở nghĩ là đơn giản nhất đó, là thêm một xíu cà phê lại đá vào. Còn đối với bào bóng phở tôi thấy như vậy là chuẩn nhất, ngon nhất rồi. Cái vị béo của bánh flan nó là sữa nè, trứng nè, nó hòa quyện với lại một chút cái cánh ngọt ngọt của cà phê nữa, thì nó dung hòa, thì nó rất là tuyệt vời các bạn ạ. Không có chịu, phải kiên nhẫn, phải nấu là hả
trình tự, đúng thời gian, như phở bò vậy. Các bạn thấy không? Và bóc phở không có muốn làm tắt cái gì đó. Muốn ăn là phải ngon. Còn làm như thế nào cho ngon thì chúng ta phải làm. Không nói gì hết. Bánh cờ lăng cũng vậy. Nó cực một xíu nhưng mà nó ngon. Chứ chúng ta không thể nói là chúng ta làm cho nó nhanh. Thấy không? Các bạn thấy không? Vừa ngon vừa đẹp vừa lòng đấy chứ. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Nhờ cái lớp caramel á mà cái bánh ta hả nó dễ dàng lấy ra đó. Bánh lăng nó mỗi vừa thổi vừa ăn đây. Nhưng mà thật ra nóng hổi đâu có ngon đâu. Bởi vì là phải lạnh. Thôi thì hả các bạn hãy chờ nhé. Khi mà chúng ta bỏ vào tủ lạnh xong rồi chúng ta đổ ra thêm một xí 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 cà phê. Nếu ai thích á, thì thêm nước dừa mà bà không thích. Rồi chúng ta sẽ có một cái bánh flan nó rất là vừa ngon nè, vừa đẹp nè, vừa lành nè, đúng chuẩn của phở Hai Thiền luôn các bạn nha. Bây giờ thì bà bán phở sẽ tạm dừng cái video này ở đây. Chúc các bạn làm được những cái bánh flan màu gốc thật là xinh đẹp. Các bạn biết còn có màu gì nữa không nè? Thực ra màu gì cũng được các bạn ạ. Nhưng mà màu rất là tốt cho sức khỏe nhất. Còn có một màu nữa bà bán phở rất là thích nữa, đó là màu trà xanh. Đó, cái vị béo của sữa, của trứng hòa quyện với lại cái vị chát chát của trà xanh. Trời ơi, bà bán phở không dám hứa, nhưng mà sẽ cố gắng một ngày nào đó sẽ làm thêm cái video cũng tương tự như vậy đó các bạn. Các bạn cũng làm cái kiểu y chang như vậy. Chúc các bạn có những chiếc bánh flan vừa ngon vừa đẹp vừa lành nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.